Xin kính chào các quý vị. Vâng, tại High End Munich 2022 thì hãng Fyne đã đưa ra một dòng sản phẩm vintage. Đó là trong những sản phẩm cao cấp nhất của hãng và nó có các dòng vintage 10, vintage 12 và vintage 15. Và trước mặt đây các bạn đây chính là một dòng vintage 12 và trên này thì người ta để là 12 nhưng tôi cứ dịch dân dã ra tiếng Việt mình là vintage 12 cho nó dễ. Và 12 đó thì nó tương đương bằng cái bát trên 30 cm. Và đây cũng là một cái phân khúc rất là đẹp để dành cho người tiêu dùng. Và đây là một cặp loa mới nhất tại Thiên Hà đang nhập về với đầu tháng 3 này. Thì hiện tại bây giờ tôi sẽ bóc để cùng các bạn triển lãm. Đây là một đứa con tâm huyết và tinh thần của tiến sĩ Paul Mew. Sau rất nhiều năm nghiên cứu và đưa ra một dòng sản phẩm này. Và dòng sản phẩm này thì hứa hẹn sẽ đưa lại cho các bạn những trải nghiệm thật thú vị. Vì đây là cũng là một dòng sản phẩm có sử dụng cái công nghệ đồng trục giống như là dòng Tannoy. Với cấu trúc đóng thùng rất là chắc chắn và sản xuất được tại Anh thì các bạn ngay thấy cả ngay từ cái sự bìa xốp này cũng đã thấy cái sự cứng cáp. Đó. Và tất cả cặp loa này thì đều được đặt trên một tấm ba len bằng gỗ thông. Cái gỗ thông này thì khi vận chuyển thì các bạn sẽ thấy cái sự tiện lợi của nó là thứ nhất là nó rất là nhẹ, nhưng cái thứ hai là khi mình dịch chuyển hoặc mình có lê kéo thì nó cũng rất đơn giản là nó rất là trơn, vì trong gỗ thông khi tiết ra cái dầu thì các bạn được sử dụng cái dầu đó. Rồi, cái đôi loa này chúng tôi lại đang để nó quay mặt vào bên trong. Và mặt đằng trước này thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái e căng lên. Các bạn khi lưu ý cái này thì hãy kiểm tra kỹ trước khi là đưa cái áo vải của cặp loa ra ngoài. Và đây là tấm e căng của cặp loa, trông rất là cứng cáp. Trông cũng thật là sành điệu, đẹp. Khi cái áo vỏ bọc này nó rất là quan trọng vì các cái vỏ bọc từ cái lớp loa này nó cũng có nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là để chống bụi, cái thứ hai để chống xước, vì những cặp loa này thì đa phần được làm các loại gỗ quý nên người ta cũng hãn hữu khi người ta dùng các loại vật liệu khác ngoài những tấm vải bằng cốt tông là người ta gọi là may áo cho loa. Ồ, nhìn đây đã thấy nó có những cái sự rất là khác lạ so với cả các cái dòng loa truyền thống khác. Đầu tiên thì chúng ta nhìn cảm quan này thì thấy cặp loa này nó có một cái hình dáng mà trông nhiều cái vẻ đẹp, mà trông nó rất là kiểu đúng là với cái chữ vintage, nó là cổ điển. Từ đầu tiên nhìn thấy cái màu gỗ ốc chó. Cái thứ hai là cấu trúc mặt đằng sau từ cái nút vi chỉnh của HF, tức là đây là giải cao. Và cái cặp loa này thì đã nói lên được một cái chất lượng cao rồi. Đây chính là cặp loa WBT. Đây là một cặp loa mà tôi rất là thích dùng. Khi các bạn vặn vào chặt thế này là có độ nó siết cái côn này vào. Càng vặn nó lại càng chặt lên, không bao giờ các bạn phải lo lắng về cái sự tuột dây loa. Ngay cả những cái yếu tố nhỏ nhưng cầu kỳ này tôi đã thấy đây đánh giá là một trong những cặp loa mà sẽ đem lại nhiều điều cho các bạn. Thì và chúng ta cùng có một cái buổi trải nghiệm thực tế xem cặp loa này có cái gì đặc biệt và tại sao ở Munich vừa rồi lại gây được tiếng vang lớn như vậy của hãng Fyne Audio đến từ Anh Quốc. Vâng, sau khi đưa cặp loa ra ngoài và chúng tôi bộ căng ra thì ai cũng phải ồ lên một tiếng, vì đây là một đôi cặp loa trông rất là đẹp, đúng nghĩa với từ vintage. Trông nó vừa thoát loa, vừa nhẹ nhàng nhưng mà nó có một màu gỗ chó đặc trưng. Và khi chúng ta nhìn thấy có những điểm xuyến nhấn vàng của các vành loa, cộng cân loa và nó có một số các cái trang trí phụ kiện ngay ở bên cạnh loa thì chúng tôi đã thấy đây là một đôi loa rất là xứng đáng với từ vintage mà hãng Fyne đưa lại cho các audiophile. Với e căng thì chúng ta nhìn thấy e căng này là e căng rất trông thì có vẻ đơn giản, nhưng khi đưa vào thì chúng ta sẽ thấy cái độ hít của nó rất lớn. Nhưng mà một điều tôi rất thích ở cái e căng này đó là chữ Fyne Audio và một cái cửa Anh hình tam giác này, trông rất là dữ đúng không ạ? Còn về cấu trúc cặp loa thì như các bạn nhìn thấy cặp loa này thì nó có một cái cấu trúc, tức là trông nó tương đối là đồ sộ một chút nhưng mà lại thoát loa, là vì nó có những cái sọc vân kẻ đây, nhìn trông rất là đẹp. Và với công nghệ đồng trục của hãng Fyne đã đưa ra, nhưng mà giải pháp của hãng Fyne đưa ra là cho người chơi có một âm thanh tinh khiết hơn, âm thanh trong trẻo hơn, âm thanh có tính tự nhiên cao hơn. Nên hãng Fyne có nhiều triết lý để đưa này, thì cái đó là trong một chuyên mục mà khi full ghép thì tôi cũng sẽ nói sâu về vấn đề mà các bạn đang muốn cần tìm. Còn đi cùng với cả cặp loa này chính là một bộ phụ kiện. Và trên này thì như các bạn nhìn thấy, đây là những cái mà được xuất xưởng và những cái mà của hãng Fyne người ta hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng, hoặc là với các chỉ số cơ bản để các bạn cảm nhận được. Vâng, với vỏ gỗ thì tôi thấy với người Anh thì người ta luôn đánh giá rất cao khi người ta đưa ra những bộ chân trông rất là gồ ghề và gớm ghiếc, đúng không ạ? Trông rất là đẹp như này. Bên này là các cái jumper để mình kết nối. Và đây chính là một hộp xi của hãng Fyne để phục vụ cho các bạn khi các bạn chơi một thời gian, các bạn muốn để làm cho cái màu, cái vân gỗ nó được tốt hơn, nó được sẫm hơn, hoặc là nó có sự tinh tế hơn, thì các bạn thoa một lớp xi lên, các bạn đánh thì lại mọi cái lại trở lại cái vị trí ban đầu, tức là lại tình yêu với Fyne luôn luôn là bền vững. Còn bây giờ thì tôi xin dừng YouTube ở đây và chúng ta có một buổi trải nghiệm ngay khi tôi phối ghép. Và dòng Fyne này có một độ nhạy rất cao nên tôi sẽ hy vọng là sẽ đưa một cái YouTube tiếp theo tới để cho các bạn. Và các bạn hãy cảm nhận như thế nào về một dòng Fyne đến từ Anh Quốc mới này. Xin hẹn các bạn vào YouTube sau.